chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cái clip dựa trên pentatonic nhưng mà chúng ta sử dụng cái quãng 4. Cái quãng 4 này thì nó có một cái điểm đặc biệt ở trên guitar. Đó chính là đa phần các bạn phải đánh cùng một ngăn. Ví dụ các bạn đánh cái trên dây số 6 ngăn 5 thì quãng 4 của nó cũng là ngăn 5 trên dây số 5 tiếp theo. Do đó cái ngón tay của các bạn phải dùng cái kỹ thuật mình gọi là rolling finger, tức là các bạn uốn cong ngón để các bạn đánh cùng trên một ngăn. Đặc biệt khi các bạn đánh solo guitar điện mà chúng ta có sử dụng cái tiếng override distortion, nếu các bạn không uốn cong mà đánh nó bị chồng nó nghe rất là dơ. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái bài tập này nha. Thì bài tập này có hai cái, một cái mình đánh từ trên xuống, một cái mình đánh từ dưới lên nha. Thì cơ bản chúng ta sẽ áp dụng trên la thứ pentatonic. Thì để nhắc lại một tí về la thứ pentatonic, nếu bạn nào chưa biết thì xem các clip trước nha, clip này mình chỉ nói sơ qua lại. Thì chúng ta gồm có các nốt trong la thứ pentatonic như sau. Ngăn 5 nha, bắt đầu từ ngăn 5 các bạn. La đô, sau đó tới là re mi, rồi tới son la, đô re, giờ mi son và la đô. Đây là cái thế tài phổ biến nhất của pentatonic ha. Các bạn kéo lên những nơi khác thì nó sẽ ra pentatonic khác. Thì đầu tiên cái câu mình đánh nó xuống như sau. Thì từ trên các bạn đánh xuống thì các bạn đánh là cái quãng 4. Tức là ví dụ như các bạn bắt đầu nghe nó la này, la si đô rê. Cái đó thứ tư là rê. La xong chúng ta đánh tới rê. Mà rê nó là ngay cái ngăn cùng một ngăn luôn. Còn nếu các bạn mà chặn như thế này giống như các bạn đánh thập âm, các bạn đánh thì nó sẽ nghe bị đè sao? Nó bị chồng nốt đúng không? Còn nếu các bạn tách rời ra, các bạn bấm vô cái dây trên xong, sau khi đánh xong các bạn ép cái tay xuống để cho cái đầu cái ngón trỏ của các bạn chạm vô cái dây trên thì nó mất cái tiếng của cái dây phía trên đi ha. Một cái thêm cái thứ hai nữa để các bạn đánh cái câu này từ trên xuống nghe nó hay thì các bạn có thể bấm mút nhẹ, tức là bịch nhẹ nhẹ cái cạnh móng tay bằng vô con ngựa ở đây. Như vậy ha, thì cái câu chúng ta như sau. Bây giờ mình đánh riêng các bạn thấy ha, tức là hai cái ngăn 5, sau đó ngăn 8, ngăn 7. Tiếp theo cặp dây dưới cũng là ngăn 5 luôn, là của dây 5, dây 4 à. Bên này ngăn 7 luôn. Xuống dưới tương tự. Các bạn thấy không? Mình có ép cái ngón tay nha, mình ép ngón tay để tiếng nó tách ra. Sau đó dây số 3 và dây số 2 cũng ngăn 5 luôn. Nhưng mà trên ngăn 7 này với ngăn 8. Tiếp theo ngăn 5. Các bạn có thể ép này chỗ này hoặc là chúng ta đưa cái ngón út vô cũng được ha. Rồi mình đánh chậm nha. Đó, thì khi các bạn đánh nhanh lên một tí thì các bạn có bịch nhẹ nhẹ ở đây nữa nghe nó rất là hay. Rồi đánh ngược lên tương tự như vậy, chúng ta đánh từ dưới lên thì bắt đầu ngược lại thôi. Các bạn đánh ngay ngăn 8 với ngăn 8 này, các bạn cũng ép lên hoặc là các bạn đưa ngón út cũng được tùy. Ngay chỗ này ngăn 5, thì để đánh từ dưới lên cho nó dễ thì mình thường mình đánh bắt đầu phím lên, sau đó chúng ta ngăn 8 ngăn 7, ở bên này ngăn 5 hết ha, sau đó 7 7. Rồi mình đánh chậm nha. Một cách mà mình cũng hay đánh nữa, tức là mình dùng chiếc cầm picking, tức là chúng ta đánh lần có hai nốt thì cái nốt bên dưới á, mình móc dùng ngón mình móc, còn cái nốt ở trên thì mình đánh xuống thì nó như sao ha. Thì với cái bài tập này các bạn có thể kéo lên khắp cần đàn để các bạn đánh ở những vị trí khác nhau.
thì cái kiểu đánh quãng 4 này nó y chang nhau thôi. Ví dụ mình đang đánh nó ngang 5 mà la đúng không, bây giờ mình kéo nó lên số 10 là re, re pentatonic, thì mình cũng đánh thì trên giống vậy thôi các bạn. Đó, các bạn có thể kéo lên mi, à đều được cả. Thì hy vọng là cái bài bài tập này cũng sẽ hướng dẫn các bạn thêm một cái cách tiếp cận ha. Các bạn tập uống còng ngón tay, uống còng ngón tay để chúng ta có thể đánh những cái còng nghe cho nó lạ hơn. Thì các bạn có thể thấy rằng là cái cây đàn mình mới đánh ở đây cũng rất là mới, đó là series 2022 dáng PRS ha, rất là đẹp ha. Cuối clip này sẽ có một cái mình sẽ đưa về cái clip trước đó, mình có review về cái cây này có bốn màu ha. Lần trước mình cho xem màu xanh rồi, giờ có cái màu đỏ ha. Rất là đẹp nha các bạn, rất là đẹp luôn đó. Thì nếu bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ với Amigo Guitar Shop để sở hữu cái cây dáng PRS này. À, rất là đẹp, các bạn có thể chơi được rất là nhiều đa dạng thể loại ha. Hãy nhớ ủng hộ Đăng Khoa và Guitar for Freedom. Hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.